Sáng 9 tháng 8, đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng làm trưởng đoàn đến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Tô Hiệu. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố thành kính dâng hoa, dâng hương trước tượng đài đồng chí Tô Hiệu trong khuôn viên trường chính trị Tô Hiệu, dành phút tưởng niệm người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng và dân tộc. Thắp nén tâm hương và viết lưu bút trong sổ vàng truyền thống tại phòng truyền thống của trường chính trị Tô Hiệu, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng viết: "Tôi rất vui mừng và xúc động về thăm trường chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng, ngôi trường mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng và dân tộc. Cùng với sự phát triển năng động của thành phố Hải Phòng, trường chính trị Tô Hiệu có những bước chuyển đổi tích cực, kế thừa, phát huy truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển. Tôi tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo và các học viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm phấn đấu đưa trường chính trị Tô Hiệu trở thành một trong những trường chính trị về đích sớm nhất đạt chuẩn trường chính trị trong cả nước."